chào các bạn, mình là Ngọc Tân. Mình là một chủ cửa hàng của Tân Gia Huy, chuyên về phụ kiện tủ bếp, phụ kiện ngành mộc và thiết bị vệ sinh. Hôm nay cửa hàng mình về lô hàng đầu tiên của Aerogold để mình test chất lượng sản phẩm. Tối hôm qua xe khách đã đến nơi và mình đi lấy hàng ngoài bến xe. Vì cái thời gian đầu không gửi hàng qua các công ty chuyển phát như là Viettel, Giao Hàng Tiết Kiệm hoặc là Bưu Điện được. Gửi bằng xe thì đợt này chậm như là gửi qua công ty chuyển phát vì mấy ngày là xe khách mới đi một lần. Nên đến giờ là cuối tuần rồi, sau một tuần giãn cách hàng mới tới nơi. Hôm nay mình sẽ review về sản phẩm giá bát đĩa cố định tủ trên 2 tầng inox 304 của Aerogold. Mẫu này rộng 80cm rộng cánh tủ và rộng sản phẩm là 775. Đây là kệ để đĩa, hai phần bên này bằng nhau. Nếu mà mình bỏ sâu xuống cái khay thì sẽ thấy được là bằng nhau. Và ở dưới cũng có khay hứng nước. Thanh này là bằng nhôm cao cấp, rất là dày dặn, chắc chắn. Các phần để đĩa thì ở giữa này thu hẹp lại và hai bên này là to hơn để những cái đĩa lớn hơn. Phần trong này chúng ta có thể bỏ chén bát nếu chén bát nhiều và đĩa ít. Khay này là khay để bát, tô. Cũng có khay nhựa rút ra được đấy ạ, để vệ sinh, đổ nước đi. Phần thanh nhôm này cao hơn mặt khay inox nên là để bát sẽ không bị rơi ra. Và tùy vào nhu cầu của chúng ta, ý thích của chúng ta mà chúng ta có thể để khay để bát ở phía dưới, ráp khay đĩa ở phía trên. Hôm nay mình nhập lô hàng đầu tiên về của tất cả các mã sản phẩm để test chất lượng inox và inox của Aerogold. Nước inox rất là mượt mà, đẹp, đồng nhất. Hãy inbox để tham khảo giá hoặc là xem sản phẩm mẫu tại cửa hàng nhé các bạn. 06A Hà Huy Tập, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Số điện thoại hoặc là số Zalo là 0905 05 5658. Xin chào và hẹn gặp lại.